Nhận định bóng đá Man City với Aston Villa, 1 giờ ngày 21 tháng 1, đá bù vòng 1 giải ngoại hạng Anh. Man City sẽ leo lên dẫn đầu bảng nếu như đánh bại được Aston Villa ở trận đấu bù vòng 1 ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Man City đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Họ toàn thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Còn Aston Villa không có sự chuẩn bị tốt khi 10 thành viên ở đội 1 vừa trải qua thời gian cách ly vì Covid-19. Cơn cuồng phong xanh sẽ lại nổi để đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Giai đoạn đầu mùa này, Man City chơi không thực sự thuyết phục. Khả năng tấn công của Man xanh cùn đi khá nhiều nếu chúng ta nhìn vào số bàn thắng mà họ ghi được, 29 bàn trên 17 vòng. Thậm chí, có không ít trận Man City thể hiện một lối chơi xù xì hiếm thấy. Ví dụ như trận gặp MU hôm 13 tháng 12, trận đấu mà họ không dám tấn công như thường lệ, hay như trận thắng Southampton với tỷ số 1-0 hôm 19 tháng 12, trận đấu mà thủ thành Ederson thậm chí phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Tuy nhiên, tạm gác những nỗi thất vọng sau hơn 2 tháng đầu mùa, càng đi sâu vào mùa giải Man City càng chơi hay hơn. 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ toàn thắng. 5 vòng gần nhất ở Premier League, họ giành 15 điểm tuyệt đối. Đúng là Man xanh vẫn chưa ở trình độ từng giúp họ vô địch giải ngoại hạng Anh mùa 2017-18, 2018-19. Nhưng rõ ràng đội quân của Pep đã tiến bộ hơn nhiều so với chính họ ở giai đoạn đầu mùa. Man City mới ghi 29 bàn, một hiệu suất khá khiêm tốn. Nhưng thời gian gần đây, họ bắt đầu thích nghi tốt hơn khi đá mà không có tiền đạo thực thụ nào. Trận gặp Crystal Palace, John Stones lập một cú đúp và đó là những bàn thắng đầu tiên của anh cho Man xanh ở Premier League. Ai ai cái gương đo gừng cũng đang có phong độ rất cao, liên tục ghi bàn những vòng gần đây khi được huấn luyện viên Pep đẩy lên chơi cao hơn. Bernardo Silva, Phil Foden cũng chơi tốt dù được xếp đá ở nhiều vị trí khác nhau. Chính chiều sâu, lực lượng cùng các phương án chiến thuật đa dạng đã giúp Man City dần thích nghi được với cuộc sống không tiền đạo. Sự tiến bộ rõ nhất của Man xanh nằm ở khả năng phòng ngự. Bằng chứng là 9 vòng gần nhất, họ sạch lưới 7 trận. Nếu không phải nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối trận gặp Chelsea, số lần trắng lưới của họ đã nâng lên con số 8. Tổng cộng, Man City mới thủng lưới 13 bàn ở mùa này. Đây là thành tích phòng ngự tốt thứ 3 của Man xanh sau 17 vòng đầu trong triều đại Pep. Chỉ kém 2 mùa mà họ vô địch 11 bàn trên 17 vòng mùa 2017-18 và 10 bàn trên 17 vòng mùa 2018-19. Trong đó, John Stones và Ruben Dias đang kết hợp cùng nhau tạo thành cặp trung vệ gần như bất khả chiến bại trước mọi hàng công. Lực lượng dày cũng giúp Pep thích ứng tốt với giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Trận gặp Crystal Palace, ông đã có 4 thay đổi ở đội hình xuất phát, nhưng cỗ máy Man City vẫn vận hành trơn tru. Đêm nay, những thay đổi sẽ tiếp tục được tạo ra. João Cancelo, Rodrigo, Phil Foden, Riyad Mahrez nhiều khả năng sẽ trở lại đá chính. Đây đều là những cái tên rất chất lượng, giúp sức mạnh Man xanh được đảm bảo. Aston Villa đang chơi tốt từ đầu mùa, nhưng họ lại không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Chuyến hành quân đến sân Etihad là trận đấu đầu tiên của đội 1 Aston Villa sau gần 3 tuần. Kể từ sau trận thua 1-2 trước MU hôm 2 tháng 1, một số lượng lớn thành viên của đội bóng này đã dương tính với Covid-19. Trong đó có tới 10 cầu thủ của đội 1. Dù danh tính không được tiết lộ theo nguyên tắc bảo mật, nhưng chắc chắn là quá trình tập luyện của Aston Villa sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nên nhớ, sân tập của Aston Villa đã bị đóng cửa suốt 10 ngày và mới chỉ mở cửa trở lại cho các cầu thủ tập luyện được vài ngày. Một Aston Villa không có sự chuẩn bị tốt như thế sẽ là mồi ngon cho Man City. Cũng đừng quên Man xanh đã thắng 14 trên 15 trận gần nhất gặp Aston Villa trên sân nhà ở Premier League. Man City đã leo lên ngôi nhì bảng sau chiến thắng trước Crystal Palace vừa qua. Rất có thể họ sẽ lần đầu vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mùa này sau đêm nay. Dự đoán Man City với Aston Villa 3-0.